Xin chào mọi người, hôm nay em mình ống mít vừa mới xong một cái cây lồng chào màu bo gốc liền khối chạm hoa chanh bông lúa che cực kỳ già và hàng rất là đẹp, cho nên em mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Trong clip này với mọi người coi á, là một cái cây lồng chào màu vuông nha mọi người, vuông cao và tông là tông 23 nang. Cái nang bữa nay là nang lỏ này nè, 23 nang, ngày trước thì hay là 19 nang ha. Thì 19 nang thì nang nó thưa quá, mà khi mà vô nang khích một phân đó thì nó lại dày quá, cho nên là anh em chơi thấy nó cũng không có thoải mái. Nên bây giờ cái mẫu mà 23 nang này đang chuộng, cho nên hầu như cái mẫu mà lồng mới á, là bên mình làm 23 nang ha. Còn ví dụ anh em mà muốn nang thưa như cũ hay là nang khích gì dày hơn á, thì tùy do con chim, cái nết con chim mình, thì anh em có thể đặt riêng mình, thì mình sẽ làm theo ý anh em ha. Rồi anh em lưu ý nha, đây là những cây lồng chạm full tay, hàng VIP, hàng trên 10 triệu, cho nên là anh em có thể đặt làm theo yêu cầu ha. Không chỉ là những cái lồng có sẵn đâu, thì ví dụ có sẵn anh em thấy ưng anh em lấy ok, còn không thì anh em có thể đặt theo ý mình ha. Tại vì đây là những cái lồng cao cấp ha, ví dụ như cao bao nhiêu, rồi nang vanh, rồi chạm hình gì, hoa chanh hay tứ linh hay là hoa thị hay vạn hay là chuyện gì đó, nói chung là có nhiều hình chạm, thì anh em thích cái chạm như thế nào thì nhắn mình ha, đưa cái yêu cầu để mình biết đường mình làm theo ý anh em. Rồi đây là cục nằm ha, cục nằm thì cũng chạm theo tích hoa chanh bông lúa ha. Thì cái bộ chao này á, cái bộ chao đồng thì mình lắp lên đây cho nó đẹp nè, và nhìn nó cũng rất đẹp. Thì nếu mà anh em nào thấy cái chao đồng này chơi không có thoải mái thì có thể lắp cục nằm sau ha đó. Nhưng mà chao này thì nhìn nó thanh ra lòng hơn. Rồi đây là cái dàn viền thì đi bi hết nè, còn cửa nè, cửa hoa chanh nè, chạm tay nha mọi người, tay toàn tập cây này rất là đẹp. Đây là cửa chính nè, chạm tay toàn bộ lồng. Cái đợt này cái sàn này là sàn này là sàn tre luôn nha mọi người, và làm rút khay thì mỗi năm mỗi nâng cấp một chút, lúc thì đáy liền, lúc thì đáy tháo, rồi sau đó thì là rút khay, rồi bây giờ rút khay sàn tre ha. Sàn này rút ra được nha mọi người, đường tre rất là đẹp nha. Đây là mặt nạ, còn đây là bốn chân của nó là cũng chạm hoa chanh luôn. Thì mình xin nhắc lại nha, anh em mà quan tâm đến những cây lồng VIP này là đặt theo yêu cầu thì cứ liên hệ Minh Ống Mít thông qua cái website là minhongmit.com, hoặc là cái fanpage là lồng chim Minh Ống Mít ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp cho anh em coi cái phần bên hông. Nhìn chung đây là những cây lồng đẹp cao cấp rồi, cũng không có gì để mà giới thiệu nhiều tại vì nó cũng quá đẹp rồi ha. Đó, mọi người nhìn đây là một mặt bên hông nè ha. Cầu thì cũng nhấn bi, cầu gốc, cầu thẳng ha, nhấn bi, cái tai cầu cũng chạm luôn, rất là đẹp. Đây là vợ ha. Cái máu này là cái máu rút khay nha mọi người đó. Còn các cái tan gốc này là gốc bo liền khối, rất là đẹp. Thì cái mẫu này với cái mẫu tứ linh đó là đang được anh em chuộng á, thì anh em thích chơi mẫu nào thì nhắn mình ha. Quá đẹp, phải nói là rất đẹp luôn. Và cây lồng này giá hơn 10 triệu nha mọi người, mười mấy triệu á. Thì mọi người nắm thông tin rõ thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình ha. Lồng rất là đẹp, anh em cần thì cứ liên hệ trực tiếp với lồng chim Minh Ống Mít nha anh em. Mình sẽ quay bên hông cho mọi người coi nè. Đây là form cao 50, rộng 37 nha mọi người. Còn anh em là thích làm form đấu chừng 40 hay 42 gì đó thì có thể đặt mình làm riêng ha. Hoặc anh em vô web á, minhongmit.com thì trong đó cũng có nhiều cái cây form đấu rất là đẹp. Thì kết mẫu nào cứ gửi hình trực tiếp cho mình sẽ làm theo ý nha. Rồi xin cảm ơn anh em đã ủng hộ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.